Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu những nét chung. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về nhà văn Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Trung Thành là một nhà văn quân đội. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông hoạt động chủ yếu ở chiến trường Tây Nguyên và Liên Khu 5. Trong thời gian này, ông đã thể hiện sự am hiểu và gắn bó như máu thịt với mảnh đất và con người cuộc sống của Tây Nguyên. Chính vì thế, sáng tác của Nguyễn Trung Thành mang đậm khuynh hướng sử thi, phản ánh những vấn đề trọng đại của vận mệnh dân tộc và đất nước, xây dựng những nhân vật anh hùng tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Việt Nam. Ông có sử dụng rất nhiều tác phẩm tiêu biểu, trong đó nổi bật là Đất Nước Đứng Lên. Và thứ hai là Rừng Xà Nu mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Tiếp theo, từ đấy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những nét chung về tác phẩm. Đầu tiên là hoàn cảnh sáng tác. Tác phẩm được sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt. Lúc bấy giờ là đầu năm 1965, Mỹ đã ồ ạt đổ quân vào miền Nam và tiến hành đánh giá ác liệt miền Bắc. Nguyễn Trung Thành và các nhà văn miền Nam lúc đó đã viết kịch thời đánh Mỹ. Rừng Xà Nu được viết đúng vào thời điểm mà cả nước đang trong không khí sụp sôi đánh Mỹ. Tác phẩm được hoàn thành ở khu căn cứ của chiến trường miền Trung Bộ. Mặc dù Rừng Xà Nu viết về sự kiện nổi dậy của buôn làng Tây Nguyên trong thời kỳ đồng khởi trước năm 1960, nhưng chủ đề tư tưởng của tác phẩm vẫn có một quan hệ mật thiết với tình hình thời sự của cuộc kháng chiến lúc bấy giờ. Rừng Xà Nu đã ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Văn Nghệ của quân giải phóng miền Trung Trung Bộ. Sau đấy thì đã được in trong tập Trên Quê Hương của những anh hùng Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta đi vào tóm tắt tác phẩm. Chuyện kể về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân làng Phong Man và cuộc đời Tờ Nú, nhân vật chính của chuyện. Tờ Nú là một chú bé mồ côi cha mẹ, được dân làng đùm bọc. Tờ Nú cùng với Mai là hai trong số những người thiếu niên được cán bộ Quyết dìu dắt làm cách mạng, làm liên lạc. Sau đó Tờ Nú đã bị kẻ thù bắt và tra tấn. 3 năm sau, anh vượt ngục trở về cùng dân làng chuẩn bị vũ khí chiến đấu. Được tin này, giặc đã hùng hổ kéo về làng giáo giết lục sục cán bộ. Tờ Nú cùng rất nhiều thanh niên trong làng đã trốn vào rừng. Không bắt được anh, chúng đã đành đập hành hạ vợ con anh. Từ lưỡi ẩn nước, Tờ Nú đã nhảy ra giữa bọn lính. Vì chỉ có hai bàn tay trắng nên anh không thể cứu nổi vợ con. Vợ con anh bị giặc giết hại, giặc đốt 10 đầu ngón tay anh bằng nhựa xả ngu. Trước cảnh tượng ấy, dân làng Soman nhất tề vùng lên giết chết cả tiểu đội giặc. Cũng hết kêu gọi mọi người cầm vũ khí đứng lên đánh giặc. Rồi Tờ Nú gia nhập bộ đội giải phóng. Anh luôn khắc ghi mối thù quân giặc và chiến đấu rất dũng cảm để bảo vệ quê hương. Vậy thì từ phần tóm tắt ấy, chúng ta xem chủ đề tác phẩm là gì? Chủ đề tác phẩm được phát biểu rất trực tiếp qua lời của cụ Mết. Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo, tức là phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu đến nhân đề của tác phẩm. Nhân đề của tác phẩm vô cùng đặc biệt, đó là Rừng Xà Nu. Cái tên Rừng Xà Nu này chứa đựng tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Ở đấy chúng ta thấy chủ đề tư tưởng ấy chính là thể hiện qua cuộc đấu tranh nổi dậy của cả buôn làng Soman chống lại bọn đế quốc Mỹ. Đồng thời ở đây chúng ta thấy tên Rừng Xà Nu còn ẩn chứa cái khí vị khó quên của đất rừng Tây Nguyên, gợi lên vẻ đẹp hùng tráng man dại, một sức sống bất diệt của cây và tinh thần bất khuất của người. Ở đấy chỉ cần nghe tên Rừng Xà Nu thì chúng ta cũng đã thấy gợi ra cái nét đẹp rất riêng của vùng đất Tây Nguyên, của vùng đất mà từ thiên nhiên cho đến con người đều có sức sống mãnh liệt. Bởi vậy chúng ta thấy Rừng Xà Nu mang nhiều tầng nghĩa, bao gồm cả ý nghĩa giả thực lẫn ý nghĩa tự trưng. Hai lớp nghĩa này xuyên thấm vào nhau, toát lên hình tượng sinh động của cây Xà Nu, đưa lại không khí Tây Nguyên rất đậm đà cho tác phẩm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những nét chung, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đọc hiểu chi tiết văn bản. Văn bản này xây dựng rất nhiều hình tượng đẹp, trong đó đầu tiên là hình tượng cây Xà Nu.
Hình tượng cây sàn nu được miêu tả với hai lớp nghĩa, cả thực và tượng trưng. Đầu tiên là ý nghĩa thực. Ta thấy mở đầu tác phẩm, nhà văn đã tập trung giới thiệu về rừng sàn nu, một khu rừng mà được xác định nằm trong tầm đại bác của giặc, nằm trong sự hủy diệt bạo tàn. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào đồi sàn nu cạnh con nước lớn. Rõ ràng là chuyện đã mở ra một cuộc đụng độ lịch sử quyết liệt của làng Phô Man với bọn Mỹ Diệm. Ở đây rừng sàn nu được nằm trong cuộc đụng độ ấy. Với kỹ thuật quay toàn cảnh, Nguyễn Trung Thành đã phát hiện ra cả rừng sàn nu hàng vạn cây, không cây nào không bị thương. Tác giả đã chứng kiến nỗi đau của sàn nu, có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Rồi có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người, bị đạn đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét ra mãi. Năm 10 hôm sau thì cây chết. Ở đây, các từ vết thương, cụ máu lớn, loét ra mãi, chết là những từ ngữ diễn tả nỗi đau của con người. Nhà văn đã mang nỗi đau của con người để biểu đạt cho nỗi đau của cây. Do vậy, nỗi đau của cây tác động trực tiếp đến da thịt con người, gợi lên cảm giác đau đớn. Nhưng ở đó, tác giả đã phát hiện được sức sống mãnh liệt của cây sàn nu, cũng như bao loài cây khác. Cây sàn nu đã có một sức sống mãnh liệt đến mức nó luôn luôn ham ánh sáng và khí trời. Trong rừng ít có cây sàn nu nào sinh sôi nảy nở khỏe đến như vậy. Ít có loài cây nào ham ánh sáng đến như thế. Ở đây, ham ánh sáng, ham vươn lên cũng chính là ham sống, là khát khao sống, được vươn lên bầu trời cao rộng. Đoạn văn tả về cây sàn nu này đem đến một ý vị vô cùng lãng mạn. Ở đấy tác giả đã kết hợp giữa quan sát tinh tế, miêu tả và so sánh để tạo cho chúng ta thấy một đoạn văn vô cùng đẹp về cây sàn nu. Không chỉ thế, cây sàn nu còn sinh sôi nảy nở khỏe. Cạnh một cây sàn nu mới ngã cục đã có 4-5 cây con mọc lên. Ở đây tác giả đã sử dụng cách nói đối lập ngã gục mà mọc lên 1-4 năm để khẳng định một khát vọng thật của sự sống. Một cây ngã gục thì có nhiều cây khác mọc lên. Vì thế rừng sàn nu mãi mãi trường tồn, dù bom đạn giặc có nguy hiểm đến mức nào. Ở đây ta thấy cây sàn nu tự lớn lên ở sức sống của mình. Nó toát lên một vẻ đẹp hùng tráng, man dại, đậm tố chất núi rừng. Đồng thời ở đây, rừng sàn nu không chỉ tự biết tự bảo vệ mình mà còn bảo vệ sự sống, bảo vệ làng Phô Man. Cứ thế, 2-3 năm nay, rừng sàn nu ưỡn tấm lực lớn của mình ra che chở cho làng. Hình tượng rừng sàn nu chứa đựng tinh thần quả cảm, một sự kiêu hãnh của vị trí đứng đầu trong bão táp chiến tranh. Từ đấy, chúng ta thấy rằng là rõ ràng là hình ảnh rừng sàn nu đã được miêu tả bằng rất nhiều các bút pháp. Trong đó tiêu biểu là bút pháp nhân hóa, bút pháp ẩn dụ, để tái hiện ra trước mắt người đọc hình ảnh những cánh rừng sàn nu Tây Nguyên ngút ngát. Vậy thì ở đây hình ảnh rừng sàn nu mang ý nghĩa biểu trưng cho gì? Nó biểu trưng cho sự có mặt của đời sống Tây Nguyên, cho văn hóa Tây Nguyên. Rừng sàn nu đã có mặt trong đời sống hàng ngày, trong lịch sử ngàn đời của người dân Sô Man. Lửa sàn nu cháy trong mỗi bếp, cháy trên đống lửa ở nhà ưng. Khói sàn nu quét đen tấm bảng cho anh Quyết dậy tần núi và mai học chữ. Không chỉ vậy, gốc cây sàn nu cạnh con nước lớn là nơi bắt đầu cho tình yêu sâu đậm tha thiết của mai và tần núi. Ánh đuốc sàn nu đêm đêm soi sáng cho dân làng ngày gió mát chuẩn bị đồng khởi. Rồi dầu sàn nu, chính thứ dầu đấy giặc đã dùng đốt 10 đầu ngón tay tần núi. Như vậy, hình ảnh rừng sàn nu luôn luôn gắn bó với niềm vui, nỗi đau, giao hòa chịu ứng với cuộc sống của con người Tây Nguyên. Và vì thế, phải chăng nó đã trở thành một ẩn dụ cho con người, một biểu tượng cho Tây Nguyên bất khuất? Ở đây, ta thấy tác giả đã miêu tả hình ảnh rừng sàn nu với đầu tiên với rất nhiều những vết thương. Rừng sàn nu bị tàn phá với rất nhiều vết thương ấy, phải chăng nói lên nỗi đau của con người Tây Nguyên trong chiến tranh? Rừng sàn nu đau cũng giống như là con người Tây Nguyên đau. Những cây sàn nu bị
quật ngã cũng giống như hình ảnh rất nhiều người dân làng Soman đã bị hy sinh. Như vậy, bằng nghệ thuật biên hóa, tác giả không chỉ nói nỗi đau của cây mà còn nói lên nỗi đau thương mất mát của cả dân làng Soman và tố cáo tội ác của kẻ thù. Mỗi cây sẩn lũ ngã xuống, ta thấy thương tâm như một người dân làng Soman ngã xuống vậy. Đồng thời ở đây, chúng ta còn thấy hình tượng cây sẩn lũ tượng cho chữ khúc sống dẻo dai mãnh liệt của cả buôn làng Soman, của cả người dân Tây Nguyên. Hình ảnh cây ham ánh sáng. Cây ham ánh sáng và khí trời được tượng trưng cho người dân Tây Nguyên luôn yêu tự do, tin vào đảng, đi theo bước chân cách mạng như muôn cây vẫn hướng về ánh sáng mặt trời. Các thế hệ nhân dân Tây Nguyên đã thay nhau tiếp nối đứng lên. Ánh sáng của niềm tin, đảng còn thì núi nước này còn. Chính niềm tin ấy đã soi sáng chỉ lối cho những bước chân đến với cách mạng. Thế hệ này ngã xuống, thế hệ sau nối tiếp đứng lên. Anh Sút và Nhan bị tặc giết thì đã có người tiếp tục đi tiếp tế ngôi quân, đó là Từ Núi và Mai. Cứ như thế, các thế hệ người Tây Nguyên đã thay nhau giữ vững ngọn lửa truyền thống, thay nhau giữ vững ý chí đánh giặc kiên cường để giữ làng giữ nước cho dân làng Soman nói riêng và cho người dân Tây Nguyên nói chung. Đồng thời, chúng ta thấy ở đây hình ảnh của những cây sả nu có tượng trưng cho các thế hệ của con người Tây Nguyên, như là thế hệ thanh niên thì chúng ta thấy thể hiện qua những cây sả nu mà có sự sống phát triển mạnh mẽ. Nó là tượng trưng cho những người như là Mai, Tít, Tần Mí, thế hệ trẻ của làng Soman bất khuất gắn bó với cách mạng. Chỉ đơn giản một chi tiết này, ta thấy sả nu giống người biết mấy. Nhưng cũng có những cây vượt lên được đầu người, cành lá xung xuê như những con chim đã đủ lông mao lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. Hình ảnh đó giống với tờ nú biết bao. Tờ nú đã bị bọn giặc chém nhiều nhát trên lưng, trên tấm lưng chưa rộng bằng bể ngang cái xà lét mẹ để lại, ứa một vệt máu đậm. Từ sáng đến chiều thì đập quần lại, tím thẫm như nhựa cây sả nu. Nhưng sau khi ở tù vượt ngục trở về, những vết thương đã lành lặn, Tơ Nú lại khỏe mạnh cường tráng, rồi trở thành một chiến sĩ kiên cường. Và đây, Zip lại giống một cây sả nu non đang lao thẳng lên trời bất khuất. Zip nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, cứ sẩm tối lại bò theo máng nước ra gạo để ra giúp cho cụ Mết và thanh niên. Chúng đã bắt được con bé. Bọn giặc đã để con bé ở giữa sân, lên đạn tông sông rồi từ từ bắn từng viên một. Không bắn chúng, đạn chỉ sượt qua tai, xém tóc, váy nó, làm rách sượt từng mảng. Nó khóc thét lên, nhưng rồi đến viên thứ 10, nó chùi nước mắt, từ đó nó im bặt. Nó đứng lặng giữa bọn lính, cứ mỗi viên đạn nổ, cái thân hình mảnh rẻ của nó lại quật lên một cái, nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn bỏ giặc một cách bình thản, lạ lùng. Hay ở đây, chúng ta thấy cây sả nu còn tượng trưng cho thế hệ trẻ như thằng bé Heng, một thằng bé rất nhỏ tuổi, không gan dạ, nhanh trí lạ. Ở đấy tác giả đã dùng những cây sả nu còn nhỏ đang mọc lên những mầm non xanh mới. Những cây sả nu ấy tuy mới mọc nhưng đã nhọn hoắt lao thẳng lên trời. Hay chính là hình ảnh những thằng bé, những thế hệ măng non của dân làng Soman, tuy nhỏ tuổi nhưng sắc rất là gan dạ, nhanh trí. Và đồng thời cũng có những cây sắn già, cây sắn ấy là tượng trưng cho hình ảnh của cụ Mết, cho những con người đi trước. Hình ảnh cây sắn vững chắc không chịu vật ngã với bão dung, cũng giống như là hình ảnh của cụ Mết. Hình ảnh những cây sắn ấy dưỡng tấm ngực lớn của mình ra che chở cho cô làng, hay là hình ảnh những người già làng vẫn mãi mãi là điểm tựa cho cả cô làng. Ở đây chúng ta thấy tất cả những con người đấy đều là nó cũng vẻ đẹp khác nhau. Và cụ Mết chính là một con người mà tượng trưng cho vẻ đẹp nhất đấy. Cụ đã nuôi sự khát vọng, tự do, gắn bó với làng. Và ở đây, chính cụ Mết cũng đã là người mà truyền lại cho dân làng Soman tình yêu ấy. Cụ Mết đã nói với Tờ Nú, không có cây gì mạnh bằng cây sả nu đất ta. Cụ còn nói với dân làng, nghe rõ chưa các con, rõ chưa?
thì hứa lấy, ghi lấy, sau này tao chết rồi, bay còn sống thì phải nói lại với con cháu, chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Ngoài ra thì chúng ta thấy là hình ảnh cây xà nu còn được nói đến trong đoạn kết của tác phẩm. Nó được thể hiện qua những chi tiết như vô số những cây con mọc lên, những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt như những mũi lê, đến hút tầm mắt, không còn hình thế gì ngoài những rừng xà nu nối tiếp nhau chạy đến chân trời. Rõ ràng ta thấy hình ảnh của rừng xà nu đã được lấy đi lấy lại, nhưng có sự phát triển về ý nghĩa biểu tượng trọn vẹn cho nỗi đau phẩm chất sức mạnh của con người Tây Nguyên. Đó là những con người vô cùng hùng tráng, kiêu dũng, bất diệt. Họ mang tinh thần yêu nước, mang một ý chí khát vọng lớn lao trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Vì thế, viết lại tác phẩm là hình ảnh cây xà nu đã gợi cho chúng ta những ấn tượng động mãi trong ký ức, không thể nào phai mờ được. Tiếp theo, chúng ta đi tìm hiểu phần thứ hai, cuộc đời của Tờ Nú. Tờ Nú là một nhân vật chính trong tác phẩm, và từ cuộc đời Tờ Nú chúng ta thấy sự phát triển của cách mạng cũng như là hình ảnh của những con người Tây Nguyên anh hùng bất khuất. Tờ Nú đã xuất hiện trong hoàn cảnh nào? Nhân vật được xuất hiện ở trong hoàn cảnh là trong lần về thăm làng, Tờ Nú đã được sống trong sự yêu thương của cả buôn làng. Ở đây ta thấy Tây Nguyên huyền thoại kiên cường bất khuất đã gắn bó rõ ràng với nhà văn Nguyễn Trung Thành rất là sâu sắc. Và vì thế thì ông có những đoạn miêu tả của những vị thăm làng vô cùng chân thực đầy cảm động. Và ở đó một nữa thì chúng ta thấy được tinh thần đùm bọc sự gắn kết của buôn làng Tây Nguyên. Khi mà Tờ Nú về thì có thằng bé Hen dẫn đường. Khi về sau bao nhiêu năm đi bộ đội, dân làng vẫn đón anh nồng hậu như là người trong gia đình. Cụ Mết thì còn gọi cả buôn làng đến các nhà rông để kể lại cho cả buôn làng nghe về cuộc đời Tờ Nú, như là một câu chuyện mang tính giáo dục trong buôn làng. Vì thế thì chúng ta thấy là hình ảnh Tờ Nú đã hiện lên không phải là chỉ là hình ảnh cá nhân, mà đây được nói qua lời kể của một gia làng. Chính vì thế nó mang sự trang trọng, và cuộc đời Tờ Nú cũng là một cuộc đời mang tính chất đại diện tiêu biểu. Vậy thì Tờ Nú đã được kể thế nào? Ngày Tờ Nú đã được kể như thế nào? Một câu chuyện, một đời người được kể trong một đêm vô cùng trang trọng ấy. Và vì thế nên nó đã được bao hàm lại toàn bộ nguồn gốc xuất thân cho đến những sự kiện lớn trong cuộc đời của Tờ Nú. Nó như một cuốn tiểu thuyết, một cuốn phim được mở ra đầy đủ. Ở đây ta thấy đầu tiên Tờ Nú được miêu tả ở xuất thân. Xuất thân của Tờ Nú là một người đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được dân làng kêu mang, và sau đó thì Tờ Nú đã tác ngộ cách mạng. Tác giả đã dành cho Tờ Nú những câu văn rất hay để nói về xuất thân này. Nó là người làng xa trá mình, cha mẹ nó chết sớm, làng Sô Man mày nuôi nó, đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta. Chính tình thương yêu của đồng bào đã đem đến cho Tờ Nú niềm tin yêu vào cuộc sống, tin vào chính mình, gắn bó sâu sắc với bản làng quê hương, với những gì thân thuộc nhất như tiếng chèn giã gạo của cô gái, con nước mắt lạnh đầu bạc, những cụ già, những em nhỏ. Sau 3 năm đi lực lượng được về thăm làng, Tờ Nú thấy bồi hồi xúc động trước cảnh vật thân thuộc của quê hương. Những lời kể này không chỉ thấm đẫm tình yêu thương của cả buôn làng, mà ở đấy chúng ta thấy gợi lên một cái khí vị rất là trang nghiêm. Bên ngoài rừng xà nu thì có gió thổi rì rào, trong nhà như ngọn lửa đang cháy rực, soi rõ từng nét mặt như luốc lấy từng ngần của mết. Tất cả hướng về một miền ký ức, một dòng hồi tưởng xa xôi, để từ đó họ hiểu thêm về tính cách về con người Tờ Nú nữa. Tính cách của Tờ Nú là gì? Đó là một con người cá tính, gan gốc, táo bạo, rất là dũng cảm. Nó thể hiện ở một loạt các chi tiết, ví dụ như là chi tiết Tờ Nú học chữ. Ta khi đọc đoạn này ta thấy Tờ Nú có một cái gì đó rất là đáng yêu của một cậu bé, nhưng đồng thời cũng là một con người và luôn luôn cố gắng. Khi mà Tờ Nú học không được thì Tờ Nú
đã giận dỗi Mai. Nhưng sau đó nghe những lời nói phân tích chí lý của mọi người thì Tần Hùng hối hận và sau đó lại còn dám lấy đá đập vào đầu mình để cho thấy được sự hối hận của Tần Hùng. Và từ đấy thì Tần Hùng cố gắng học chữ để được sáng dạ bằng Mai. Sự hối hận, sự tức giận của cậu bé không có cái nét gì rất là khác thường, và từ đó thì nó cũng cho thấy chí khí khác thường của một con người nữa. Đồng thời chúng ta thấy ở đây tính cách căn gốc và táo bạo của Tần Ú còn được thể hiện trong việc Tần Ú đi làm cách mạng. Khi làm cách mạng, chúng ta thấy là Tần Ú hiện lên là một người hoàn toàn khác. Trước khi cầm vũ khí, ngay từ nhỏ thì Tần Ú đã gan góc rồi, nhưng đấy chỉ là cái gan góc của một con người bình thường. Còn khi mà tham gia một cách mạng, thì tất cả mọi hành động của chú bé đều hướng về cách mạng. Tần Ú đã thay người già làm liên lạc, nuôi dấu cán bộ, nhanh nhẹn luồn rừng đưa thư, vượt qua suối lũ một cách dũng cảm. Và cậu đã thật sáng dạ khi biết rằng bọn Mỹ Ngụy ít khi phục kích ở chỗ nước chảy xiết. Đặc biệt sự gan dạ dũng cảm của Tần Ú khi bị giặc bắt, chú bé nhỏ tuổi này đã chỉ vào bụng và nói: "Cộng sản ở đây này." Mặc cho những vết dao chém dọc ngang trên tấm lưng bé nhỏ, Tần Ú vẫn không chịu khai báo, vẫn gan dạ và kiên cường. Tuy nhiên thì cũng như hình ảnh những cây xà nu, Tần Ú cũng phải chịu những số phận đau thương do bọn giặc gây ra. Số phận đau thương ấy là gì? Đó là việc vợ con bị giặc đánh chết. Ở đây chúng ta sẽ quay trở lại với hình ảnh Tần Ú và Mai trong thời kỳ mới gặp nhau. Ở đây Tần Ú không chỉ là bạn với Mai thời nhỏ, mà lớn lên hai người đã yêu nhau và sau đó kết hôn. Hai người đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với đứa con mới chào đời. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Bạc đã cầm súng kéo về, buôn làng thì chưa kịp cầm vũ khí, mọi người đành phải trốn. Nhưng đàn bà con gái như Mai thì đành phải ở lại. Nguyễn Trung Thành đã đặt nhân vật của mình vào một tình thế khốc liệt để tô đậm tính cách anh hùng. Lúc bấy giờ, thằng Dục kéo một tiểu đội về làng Phương Man, ngọn voi của giặc không từ một ai, tiếng kêu khóc dậy làng. Xào quyệt và nham hiểm, thằng Dục đã mất mẹ con Mai với âm mưu bắt cọp cái và cọp con để dụ con được về. Mẹ con Mai bị đánh chết bằng một trận mưa cây sắt. Lúc bấy giờ Tần Ú đang đứng nấp ở trên cây vả. Tần Ú tức giận đến mức bứt hàng chục trái vả. Và sự căm thù sục sôi ấy còn thể hiện ở trong đôi mắt của Tần Ú như con lửa. Ở đây rừng cây vả đã trở thành một chứng nhân đau thương. Chứng nhân ấy cho không phải là chỉ sự tức giận của Tần Ú, sự mất mát của mẹ con Mai và Trúc, mà trước đấy nó còn chứng kiến cái chết của anh Trúc Bảy Nham, những cái chết vô cùng đau lòng. Lúc bấy giờ thì quá mức chịu đựng, Tần Ú chỉ có hai bàn tay không thôi, nhưng Tần Ú đã xông ra để cứu mẹ con Mai khỏi trận đòn của bọn giặc. Hai cánh tay rộng lớn như hai cánh nghiêm chắc của anh ôm lấy mẹ con Mai. Anh nguyền rủa bọn giặc đồ ăn thịt người. Hai mắt Tần Ú lúc bấy giờ chính là hai cục lửa lớn. Nhưng sau đấy thì Tần Ú đã bị giặc bắt, chúng trói anh bằng dây thừng. Điều này cho thấy được nỗi đau thương và cũng là một minh chứng hùng hồn cho câu nói giản dị sâu sắc của cụ Mết: chúng nó cầm súng, mình phải cầm giáo. Lúc bấy giờ Tần Ú xông ra chỉ có hai bàn tay không, đấy là một sai lầm, và vì thế anh đã bị giặc bắt. Và sau đấy thì giặc đã dùng rẻ tẩm nhựa xà nu tra tấn anh, đốt 10 đầu ngón tay anh. Tuy nhiên thì trong lúc bị giặc đốt, Tần Ú vẫn luôn luôn nghĩ về nhiệm vụ yêu nước. Và lúc đấy Tần Ú trở nên bình thản đến lạ lùng. Nhìn ngọn lửa, anh nhìn ngón tay anh không hề thấy đau, mà anh chỉ cảm thấy tức giận. Rõ ràng là Tần Ú đã gắn tính mệnh của mình với cách mạng từ bao giờ. Lúc mà 10 đầu ngón tay Tần Ú trở thành 10 ngọn đuốc, lửa đã cháy rừng rực. Nhưng ở đây, lửa cháy ấy là lửa cháy ở trong lòng anh. Máu anh vặn chát ở đầu môi, Tần Ú cắn nát môi chịu đựng và lẫm liệt hiên ngang, không thèm van xin đến một câu.
cảnh tượng về sự đau thương ấy. Đó là đã được trở đi trở lại trong lời kể của già làng và trong hồi tưởng đau đớn của anh. Nó một lần nữa lại nhấn mạnh thêm chân lý chúng nó cầm súng, mình phải cầm giáo. Chân lý cách mạng ấy đi từ thực tế máu xương, đi đến từ tính mạng cả dân tộc của những người thương yêu, nên chân lý ấy phải được di tạc vào xương cốt và tâm khảm và truyền lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ thấy nói đến sự đau thương ấy lại càng để nhấn mạnh hơn sức sống mãnh liệt dựa lên trên đau thương. Hình ảnh của tờ nú với cả chi tiết dù cắn nát môi cũng không thèm van xin, nó thể hiện cho chúng ta thấy được sự gan góc anh dũng. Và cũng trong cái đêm ấy, cả buôn làng đã nổi dậy để cứu tờ nú, nhưng sự nổi dậy của cả buôn làng cũng chính là bước khởi đầu cho quá trình đồng khởi, cho quá trình cả buôn làng đã chuyển sang từ thế bị động sang thế cầm giáo để chống lại bọn giặc. Lúc mà tờ nú đang bị giặc đốt thì nghe thấy xa từ xa có tiếng hét căm hờn phẫn uất. Đấy là tiếng hét không phải chỉ của mỗi anh đâu, mà là tiếng hét của cả buôn làng Soman vang vọng lại. Tiếng hét của cả buôn làng vang vọng lại. Và chỉ trong một đêm thôi thì cả buôn làng Soman đã cùng dậy tiêu diệt thằng Dục cũng như là bọn lính cứu tờ nú. Rõ ràng là tờ nú cũng như cả buôn làng Soman đã không chịu khuất phục, mà ngược lại họ đã phản kháng quyết liệt. Họ đã vượt lên đau thương để vùng lên cầm vũ khí tự giải phóng mình. Lửa đã thiêu cháy 10 đầu ngón tay tờ nú. Lửa bùng cháy trên 10 đầu ngón tay tẩm nhựa xà nu. Nhưng tờ nú không thấy đau đớn, chỉ thấy lửa cháy ở trong lòng. Và ở đây ngọn lửa căm hờn đã biến cái căm thù ấy thành hành động, biến lịch sử dân làng Soman từ đấu tranh bí mật sang công khai. Nó mở đầu cho thời kỳ cầm giáo của cả buôn làng. Đêm hôm ấy, lửa đã cháy suốt trong nhà ư. Đêm hôm ấy, lửa đã chứng kiến các bọn giặc lạc ngã nghiêng và chứng kiến tinh thần căm thù giặc đã biến thành hành động chống lại bọn giặc của cả buôn làng Soman. Nhà văn Nguyễn Trung Thành đã dành những câu văn rất hay để miêu tả cái đêm nổi dậy ấy. Một đêm nổi dậy thật hào hùng. Tiếng chiêng nổi lên, đứng trên đồi xà nu gần con nước lớn suốt đêm, nghe cả rừng Soman ào ào rung động và lửa cháy khắp rừng. Cái đêm nổi dậy ấy đâu chỉ là của buôn làng Soman, mà là sự lớn dậy phi thường của cả một cộng đồng dân tộc. Dường như trong đêm ấy đang sống lại không khí linh thương hào hùng của những thiên sử thi Tây Nguyên. Đó là sự nổi dậy đồng khởi làm rung chuyển núi rừng. Câu chuyện về cuộc đời của một con người đã trở thành câu chuyện của một thời, một nước. Như vậy, câu chuyện về cuộc đời tử lý đã mang ý nghĩa cuộc đời của cả một dân tộc. Nhân vật tử thi của Nguyễn Trung Thành đã gánh trên vai sứ mệnh lịch sử lớn lao. Và sau đấy, nhờ có phụ mết và thanh niên, thì tử lý đã gia nhập lực lượng chính quy. Và có lẽ việc tờ nú đi lực lượng cũng bắt đầu từ một lý tưởng cao cả là chống lại giặc để cứu nước. Anh đi lực lượng để hiện thực hóa ước mơ cầm giáo mà cũng hết đã truyền dạy, và cũng để có điều kiện chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Ra đi để trả thù nước, rửa thù nhà, dù bàn tay anh mỗi ngón chỉ còn 2 đốt. Thế nhưng anh vẫn cử động được, vẫn cầm súng được. Anh đi bộ đội và trở thành tấm gương lớn soi sáng cho cả thế hệ và làng Soman. Đối với dân làng, tờ nú là một biểu tượng cho sức mạnh, niềm tin và ý chí. Bên cạnh cụ Mết, người cha tinh thần, tờ nú là hiện thân cho những khát vọng vươn tới. Mỗi việc làm của anh đều đem đến một sự nhận thức cho mọi lứa tuổi. Anh về thăm quê, cấp trên chỉ cho có một đêm. Mặc dù nhớ làng bản, nhớ người thân, nhưng anh vẫn vui vẻ, bởi có chấp hành nghiêm túc nội quy quân đội mới là tờ nú. Chính những lúc vui vẻ nhất, anh định đùa, nhưng ánh mắt chờ đợi của mọi người anh lại thôi. Bởi ở anh, một lời nói, một hành động đều có thể để lại một tầm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của buôn làng Soman. Đồng thời chúng ta thấy, có một chi tiết nữa không thể không nhắc đến, đấy là chi tiết đôi bàn tay tờ nú.
Đôi bàn tay Tờ Núi có rất nhiều ý nghĩa và nó được miêu tả trong suốt cả quá trình của đời anh. Lúc còn nhỏ, đôi bàn tay ấy kiên trì học từng nét chữ của anh Quyết, cần cù làm nương phát dẫy. Đôi bàn tay ấy cũng chính là đôi bàn tay dám lấy đá đập vào đầu mình vì học cái chữ không sáng dạ bằng mai. Và đôi bàn tay ấy còn dám chỉ vào bụng mình mà nói với quân giặc: "Cộng sản ở đây này", để khẳng định lòng trung thành với cách mạng. Lớn lên, đôi bàn tay ấy đã xúc động nắm lấy tay Mai, người con gái anh yêu thương, và cũng là đôi bàn tay xé tấm đồ làm dịu cho đứa con thơ dại. Và cũng thế, khi mà bị giặc đốt, thì đôi bàn tay Tờ Núi đã nhóm lên ngọn lửa căm thù giặc sâu sắc của dân làng Soman. Nó soi sáng cho cuộc đời anh. Anh đã thay mặt người dân làng Soman lên đường theo kháng chiến đi tìm những thảm dục khác. Bởi lẽ không phải ngẫu nhiên tác giả để cho Tờ Núi kể với dân làng sự đối đầu của anh với kẻ thù sau này. Tôi nói: "Này, tao có súng đây, tao có cả dao găm, nhưng tao không giết mày bằng súng. Tao không đâm mày bằng dao, nghe chưa? Tao giết mày bằng 10 ngón tay cụt này thôi, tao bóp cổ mày thôi." Nhà văn đã cố tình xây dựng chi tiết đôi bàn tay cụt của anh. Đôi bàn tay ấy chứa đựng cả một lịch sử, cả một số phận. Lửa đốt 10 đầu ngón tay để rồi mãi mãi chỉ còn 2 đốt không bao giờ mọc lại được. Cho nên Tần Ú muốn dùng đôi bàn tay ấy để giết kẻ thù. Bao uất hận căm hờn đã dồn vào đôi bàn tay kia. Nó đã trở thành biểu tượng cho ý chí bất khuất, cho sức sống mãnh liệt của Tần Ú và của dân làng Soman. Kẻ thù tàn ác có thể đốt cháy đôi bàn tay, nhưng không thể tiêu diệt được sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong con người họ. Đó là ý chí chiến đấu và khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Đó là một dân tộc kiên cường dũng cảm như những khu rừng thả nu hàng vạn cây, không cây nào bị thương và vẫn xanh tươi bát ngát đến tận khi trời. Ở đây rõ ràng, đôi bàn tay ấy là biểu tượng cho ý chí, cho sức sống mãnh liệt của Tờ Núi và dân làng Soman. Để làm rõ được biểu tượng này, tác giả đã sử dụng bút pháp lý tưởng hóa, xây dựng nhân vật Tờ Núi bằng nghệ thuật độc đáo. Tờ Núi có những nét cá tính riêng, sống động, vừa mang phẩm chất khái quát tiêu biểu của cộng đồng. Và đồng thời, ở đây ta thấy để miêu tả, tác giả còn sử dụng lời văn với những câu văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu, khi thâm trầm, khi tha thiết, trang nghiêm. Từ không gian kể chuyện tới nhân vật trong chuyện đều mang chất sử thi đậm nét. Từ hình ảnh Tờ Núi, tác giả lại nhấn mạnh hơn chủ đề của tác phẩm: chúng nó cầm súng, mình phải cầm giáo. Và rồi khắc họa thành công nhân vật Tờ Núi, tác giả cũng thể hiện ca ngợi hình ảnh con người, đất nước, ca ngợi vùng đất Tây Nguyên. Như vậy, ở đây chúng ta đã tìm hiểu được hết về hình ảnh Tờ Núi. Chúng ta thấy hình ảnh Tờ Núi có những nét đẹp rất giống với rất nhiều người anh hùng, đúng không? Trong đó thì có hình ảnh của Việt ở tác phẩm Những đứa con trong gia đình, anh hùng núp trong đất nước uống lên cũng của người trung thành, và có rất nhiều những người anh hùng khác. Tuy vậy, để làm rõ vẻ đẹp của Tờ Núi thì ở đây tác giả còn miêu tả thêm các nhân vật khác, ví dụ như nhân vật Cụ Bết. Đây là người già làng có uy tín và rất được kính trọng. Cụ già 60 tuổi, mắt sáng, râu dài tới ngực, bàn tay nặng trịch như kiềm sắt, ngực vang, giọng nói thì ồ ồ. Cụ Bết tại đây toát ra một vẻ đẹp khoác khớp, cứng cỏi, lẫm liệt, mạnh mẽ. Cụ là người cổ động tổ chức điều hành phong trào đấu tranh, nhưng cụ cũng rất trầm tĩnh, sáng suốt, dày dặn kinh nghiệm, hiểu rằng đánh Mỹ phải đánh lâu dài. Nhân vật này là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là điểm tựa vững chắc cho thế hệ con cháu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tóm lại, ta thấy Cụ Mết đã được xây dựng bằng bút pháp sử thi và cảm hứng lãng mạn. Từ đấy, đây là hình ảnh tượng trưng cho lịch sử, cho truyền thống hiên ngang bất khuất, cho sức sống bền bỉ của dân làng Soman. Tiếp theo là nhân vật Rít. Rít ở đây là cô gái trẻ giàu nghị lực, là sự hiện thân và tiếp nối của Mai. Rít là em gái của Mai, giống Mai đến lạ lùng. Tuy nhiên thì cô bé này còn có một cái đặc trưng riêng biệt, đấy là gan lì từ bé. Từ nhỏ đã tiếp tế liên lạc, bị bắt, rồi sau đó còn bị giặc bắn đạn quanh người, xong cô bé vẫn không sợ. Cô có một bản lĩnh vững vàng và trưởng thành mau lẹ, thay đổi nhanh chóng từ hình dáng lời nói cho đến việc làm. Và đặc biệt
Deep đã được xây dựng qua hình ảnh đôi mắt. Khi bị khủng hoảng tâm lý, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn bọn lính, nhưng mà đôi mắt ấy vẫn mở to một cách bình thản nghiêm nghị. Khi mà người anh của mình, người rể của mình, đó là Tần Ngũ trở về, thì đôi mắt ấy vẫn mở to bình thản như ngày xưa, nhìn anh với sự trang nghiêm. Đó là một đôi mắt sáng của một người ở vị trí lãnh đạo rất nghiêm túc. Như vậy thì ở đây Zip là hiện thân cho cây thần lưu đã trưởng thành, trở thành người lãnh đạo có nguyên tắc, bản lĩnh, song rất tình cảm với mọi người. Nhân vật tiếp theo là bé Hang. Đây là lớp băng non nối tiếp cho ông đánh giặc. Chú bé hồn nhiên, tươi sáng và vô cùng sống động. Hình ảnh chú bé súng đeo chéo ngang lưng ra vẻ người lính thực sự rất có ý nghĩa. Như vậy, chú bé Hang ở đây là tượng trưng cho cây sản lưu con đầy sinh lực và nhựa sống, hứa hẹn trở thành lực lượng kế tục ở trong cuộc chiến đấu lâu dài với kẻ thù. Vậy tóm lại, chúng ta thấy hình ảnh con người Tây Nguyên đã được miêu tả đầy đủ ở các thế hệ, tiêu biểu cho phẩm chất khí phách của một tập thể anh hùng, mỗi nhân vật để lại trong lòng người đọc một ấn tượng sâu sắc riêng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ tác phẩm với cả hình tượng từ sáng ngu, hình tượng tầng núi cũng như hình tượng những con người ở vô làng Phong An. Vậy thì ở đây tác giả đã miêu tả tất cả những hình tượng này bằng bút pháp gì? Đó chính là bút pháp tử thi. Hình ảnh con cây sàn hưu xuyên suốt tác phẩm với hai lớp nghĩa tả thực và biểu trưng chính là thể hiện rõ bút pháp tử thi này. Và giọng điệu tử thi cũng được thể hiện rõ ràng, rõ ràng việc là kể lại cuộc đời từ núi bằng giọng thể than trong một đêm ở nhà rông. Nó mang một không khí trang nghiêm, thể hiện nét đẹp rất riêng của khung hình tử thi trong tác phẩm. Tiếp theo chúng ta thấy ở đây tác phẩm còn thể hiện nghệ thuật trần thuật rất độc đáo, đan xen giữa thực tại và quá khứ. Điều đấy khiến cho tác phẩm có khả năng dùng né sự kiện. Một tác phẩm ngắn thôi, thế nhưng mà nói về số phận của cả một buôn làng, một dân tộc, câu chuyện của cả một đời người chỉ được kể lại trong có một đêm thôi. Nó gọi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng là tác phẩm đã xây dựng được một số những hình ảnh, biểu tượng như cây sàn lưu, mười ngón tay thành mười ngón đuốc, vân vân. Từ đây chúng ta đi vào phần kết luận. Qua truyện ngắn từ Sàn Hưu, ta nhận thấy một số đặc điểm trong phong cách sử thi của Nguyễn Trung Thành. Ở đây tác giả đã hướng vào những vấn đề trọng đại trong đời sống dân tộc, đưa ra cho chúng ta những bài học thiết thực như chúng nó cầm súng, mình phải chống giáo. Còn về mặt nghệ thuật, tác phẩm đã thể hiện rõ cái nét đẹp riêng của phong cách đậm chất sử thi. Phong cách này sau đấy được Nguyễn Trung Thành thể hiện trong rất nhiều tác phẩm khác. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ tác phẩm từ Sàn Hưu. Chúc thầy cô có những tiết dạy tốt và chúc các em sẽ có được những kiến thức tốt cho bài học của mình. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các em.